Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay sau phần tin, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự nhân rộng mô hình truyền thanh thông minh. Sau đây là nội dung chi tiết. Là doanh nghiệp khoa học công nghệ đầu tiên trên địa bàn tỉnh, Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến nông luôn chú trọng đầu tư xứng đáng cho công tác phát triển khoa học công nghệ. Hiện nay, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Khoa học Công nghệ Tiến nông đã được đầu tư cơ sở vật chất với hệ thống trang thiết bị thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia với số hiệu VILAS 849 và 19 nhân sự hoạt động chuyên môn trong công tác nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ. Thông qua trung tâm, công ty đã triển khai nhiều đề tài, dự án nghiên cứu có tính ứng dụng thực tiễn cao và đã áp dụng, triển khai vào sản xuất, đem lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Trong 5 năm qua, Tiến nông đã nghiên cứu, đưa ra nhiều bộ sản phẩm thương mại chuyên dùng cho mía, lúa, cà phê, cung cấp hàng triệu sản phẩm cho nông dân sử dụng với cam kết chất lượng, năng suất, hiệu quả canh tác trên các cánh đồng. Hưởng ứng chủ đề công tác đoàn năm 2023, năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn, tháng 5 năm 2023, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã triển khai tổ chức ngày hội giới thiệu và tuyên dương các công trình, sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số do cán bộ đoàn viên thanh niên thực hiện tại các cơ quan doanh nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2023. Ngay từ khi phát động, chương trình đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của đoàn viên thanh niên và đạt được nhiều kết quả tích cực. Sau 2 tháng triển khai ngày hội giới thiệu và tuyên dương các công trình, sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số do cán bộ đoàn viên thanh niên thực hiện tại các cơ quan tỉnh, doanh nghiệp giai đoạn 2021-2023. Đoàn viên thanh niên tại 32 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đề xuất gửi tham gia 52 công trình sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đây là những công trình sản phẩm, giải pháp có chất lượng đã và đang được ứng dụng trong công tác chuyên môn, sản xuất kinh doanh tại các cơ quan đơn vị. Để bình chọn những sản phẩm giải pháp tiêu biểu nhất, Ban Thường vụ Đoàn khối đã mời các chuyên gia về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thành lập hội đồng thẩm định, đánh giá chất lượng. Kết quả đã lựa chọn được 20 sản phẩm giải pháp tiêu biểu xuất sắc nhất, được Sở Thông tin và Truyền thông tuyên dương khen thưởng. Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển của công nghệ thông tin và viễn thông, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã dần chuyển đổi từ hệ thống truyền thanh truyền thống sang truyền thanh thông minh. Mô hình mới này đã thay đổi cơ bản cách thức vận hành hệ thống truyền thanh, khắc phục được nhược điểm về độ phủ sóng và đem lại hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền. Thành Trực là một trong những xã đầu tiên của huyện Thạch Thành được lựa chọn áp dụng mô hình truyền thanh thông minh. Theo đó, xã được huyện hỗ trợ lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh gồm 7 cụm loa, bộ thu thông minh công nghệ IP, máy tính, phần mềm chuyển văn bản thành giọng đọc với tổng kinh phí 340 triệu đồng. Sau một thời gian khai thác sử dụng, truyền thanh thông minh đã khẳng định nhiều ưu điểm so với phương thức truyền thanh truyền thống trước đây. Hệ thống thông minh này thì có cái hệ thống của trí tuệ nhân tạo thì nó rất tiện lợi. Khi mà mình sản xuất một văn bản ra thì có thể mình tức khắc chuyển ngay sang cái giọng nói và phát trên hệ thống truyền thanh là rất kịp thời và nhanh, để cho không phải ngồi đọc để thu âm khi mà ở một vị trí nào đó mà do công việc bận thì chưa đến giờ phát vận hành máy truyền thanh rồi thì chưa có mặt được, thì có thể là vận hành ở một cái vị trí khác ở ngoài khu vực phòng máy. Nhận thấy rằng là cái mức độ là phủ sóng thì đối với Thành Trực thì cần thêm 3 cụm loa thông minh nữa để với bao phủ hết trên địa bàn của xã. Thì hàng năm thì song song với cái nguồn đầu tư của nhà nước thì xã là cũng đã dành cái nguồn ngân sách là gần 20 triệu đồng để tu bổ, sửa chữa, khắc phục những cái hư hỏng nhỏ. Thì cuối năm 2023, đầu năm 2024 thì xã Thành Trực sẽ tiếp tục đầu tư 3 cái cụm loa còn lại để đảm bảo cho người dân được lắng nghe, tiếp cận những cái thông tin chính sách, pháp luật của nhà nước, của địa phương. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống truyền thanh trên địa bàn, năm 2022, huyện Thạch Thành đã triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống truyền thanh dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông trên địa bàn huyện Thạch Thành đến năm 2025, với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng. Hiện nay, huyện đã trích ngân sách hơn 1 tỷ đồng đầu tư hệ thống truyền thanh thông minh,
tại 16 xã trên địa bàn huyện. Nhờ có hệ thống truyền thanh thông minh, người dân kịp thời nắm bắt được nhiều thông tin về tình hình trong nước, địa phương, tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như nhiều thông tin hữu ích khác. Từ nay đến năm 2025, huyện sẽ tiếp tục đầu tư trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông trong sản xuất, thu phát sóng chương trình phát thanh đồng bộ bằng công nghệ kỹ thuật số, đầu tư trang thiết bị thu phát thông minh bằng công nghệ IP nhằm đồng bộ hệ thống truyền thanh thông minh từ huyện đến cơ sở. Qua đó, đảm bảo nhân dân ở tất cả các cụm dân cư trên địa bàn huyện đều được nghe phát thanh. Qua thực tế thì cái công tác hoạt động của đài truyền thanh thông minh này rất có hiệu quả trong cái công tác tuyên truyền các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến quần chúng nhân dân và các cái nội dung tin bài kể cả của huyện và của xã để góp phần vào cái việc phát triển kinh tế xã hội cũng như đảm bảo an ninh chính trị của địa phương trong cái thời gian vừa qua. Chỉ cần một chiếc máy tính có kết nối Internet hoặc điện thoại thông minh và cài đặt phần mềm truyền thanh thông minh, dù đang ở ngoài đường thì cán bộ văn hóa xã Tiểu Quang đã lập tức cho phát các nội dung quan trọng trên hệ thống loa truyền thanh. Với những ưu điểm như trên, truyền thanh thông minh đang dần thay thế hệ thống truyền thanh cũ ở xã Tiểu Quang và trên địa bàn huyện Thiệu Hóa. Đến nay, huyện Thiệu Hóa đã có 6 xã được đầu tư xây dựng hệ thống truyền thanh thông minh. Nhờ hệ thống loa truyền thanh ở các thôn mà người dân trong huyện đã lĩnh hội được nhiều thông tin hữu ích, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội cũng như các phong trào của địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hệ thống là đài là phát thanh không dây này thì cán bộ và nhân dân là được nghe là kịp thời những các cái đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nắm bắt được là kịp thời những các cái thông tin của các địa phương khác ở phạm vi trong xã và trong huyện nói chung và trong tỉnh để rồi là từ đó là nhân rộng ra các cái phong trào là xây dựng nông thôn mới. Trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã có 6 xã được đầu tư hệ thống đài truyền thanh thông minh. Qua việc đầu tư hệ thống đài truyền thanh thông minh thì đã nâng cao cái hiệu quả tuyên truyền cho các chính sách của Đảng và Nhà nước đến bà con nhân dân một cách kịp thời và nhanh chóng. Trong thời gian tới thì huyện Thiệu Hóa tiếp tục rà soát các xã chưa được đầu tư hệ thống đài truyền thanh thông minh để tiếp tục đầu tư hệ thống đài truyền thanh thông minh phục vụ cho công tác tuyên truyền của huyện và đặc biệt là trong công tác chuyển đổi số trong năm 2023. Theo Sở Thông tin và Truyền thông, đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 57 đài truyền thanh cấp xã sử dụng đài truyền thanh thông minh. Trước đây phát thanh thông qua sóng FM thì nay hệ thống truyền thanh thông minh sử dụng công nghệ IP để truyền và nhận bản tin qua mạng Internet sóng 3G, 4G, không còn tình trạng bị chèn sóng, lẫn sóng hay chất lượng âm thanh kém. Đặc biệt, nhờ tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, phần mềm truyền thanh thông minh có thể tự động nhận dạng và truyền văn bản sang giọng nói, truyền tệp tin âm thanh để phát ra hệ thống loa mà không cần phát thanh viên thu âm. Một điểm quan trọng là hệ thống truyền thanh thông minh được điều khiển hoàn toàn trên máy tính, thiết bị di động, giúp lưu giữ và quản lý tốt các nội dung phát sóng. Nhờ vậy, việc phát các bản tin cũng linh hoạt, có thể lựa chọn phát tin tới từng cụm loa hoặc từng khu vực, góp phần hữu ích trong những trường hợp cần phát đi những thông báo khẩn cấp. Với những ưu điểm và hiệu quả tích cực, các địa phương đang phối hợp với các đơn vị cung cấp để đầu tư thay thế, đưa hệ thống truyền thanh thông minh lan rộng ra toàn tỉnh. Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư trang thiết bị truyền thanh thông minh cho các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt là Sở tiếp tục tham mưu phê duyệt đề án nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2030, có đó để thực hiện hiệu quả nghị quyết 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số từ nay đến 2025, định hướng đến 2030. Công tác truyền thanh cơ sở luôn được các cấp các ngành quan tâm vì đây là kênh thông tin quan trọng có sức mạnh truyền tải thông tin đến với người dân trên diện phủ sóng rộng nhất, trực tiếp và nhanh nhất. Tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2030 chuyển đổi 100% đài truyền thanh cấp xã sang hệ thống truyền thanh thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông. Chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.